Mua Liên Quân và Liên Minh Huyền Thoại tại chợ ad.vn. Hello, xin chào các anh em, chào mọi anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay thì thực sự là nghĩ một cái ý tưởng thực sự rất khó đấy mà đây. Thì đây tôi vừa nghĩ một cái ý tưởng thực sự đó rất là chất lên mà đây. Không biết là làm được không? Không sao, tôi đã làm thì chắc chắn sẽ làm rồi. Ok, đây. Đây là tôi sẽ thực hiện video trên một cái con siêu xe quay của tôi đây. Đã thấy không? Nhưng cũng nó có cục khí rồi nhưng nó đâu đây. Đây là tôi đã dùng cu để quay clip này. Đây, anh em. Tôi sẽ ra đây anh em cho anh em xem. Đây. Đây là toàn bộ một làng bi anh em ạ, làng bi đây đây và một cái dây. Dây này là dây câu cá anh em ạ, đây. Đây anh em thấy không? Và tôi sẽ cột toàn bộ cái bi đi vô trong trục xe đó. Đó. Và chạy xem nó cái bi nó là có bi bay lên đó, cái dù nó là bay lên đó. Thì bây giờ là tôi sẽ thực hiện clip này, nếu mà không thành công thì cũng không sao. Ok, đây thì bây giờ nó không lên thân liên thuyên nữa, bây giờ tôi sẽ đi vô video. Ok, mọi người thì đây là tôi đã những bi mà tôi đã bỏ hộp sẵn này, sự nó rất là nhiều mà đây, và đây là con số là bi con dưới này mà, nhưng nó không đủ dây nên mà đây cháy hết rồi đây. Thì tôi sẽ cột toàn bộ số cái ni vào đấy, cột bi vào và sẽ cột đây này mà đây, cột đây và sau tôi sẽ chạy xe máy đi và xem là cái bảy máy cái bi nữa máy bi đi mà nó sẽ bay không anh em bảo cái. Thì bây giờ là còn lên thêm nữa. Bây giờ tôi sẽ cột cái dây vô. Dây này là cũng thực sự rất là nhiều bi đấy mà. Ok, bây giờ tôi đã cột xong rồi này. Thì bây giờ tôi sẽ đi ra các máy thử ni và tôi sẽ test thử cho anh em xem này. Ok, xong. Thì đây là đang ngoài đi bên nào này. Và tôi sẽ chạy qua đi. Đây là cho nó không có không đáng nữa đây. Ok, bây giờ tôi sẽ nổ máy lên mà. Ok, bây giờ thì cầm lên và chúng tôi sẽ tay nắng, tôi sẽ thả lên cho nó đẹp hơn. Mọi người ơi, thực sự là nó cũng không như mong đợi lắm ạ. Đây, thì bị hỏng lắm ạ. Đây, cái bi này nó còn ngoài thì không, nó hẳn cũng nở ra lắm ạ. Thực sự là rất là buồn, kỳ buồn lắm, rất là buồn em ạ. Sau khi tiền không thành công cái clip này thì rất là buồn. Đây. Cái bây giờ tôi sẽ thử chạy lên mạng đây.
quả nấm này. Em ơi, thực sự là cũng rất đẹp lắm ạ. Đây. Cũng cực kỳ là cũng rất đẹp luôn. Đây. Ok. Thật ra tôi đã tính toán thất bại lắm ạ. Đây. Thực sự là không thành công được clip đây. Đây. Nhưng không sao. Cũng rất là đẹp. Các anh em thì anh em thấy video tôi hữu ích đẹp thì hãy đừng ngại cho tôi một like, một đăng ký kênh ủng hộ nhá. Okay. Thực sự là làm video không thành công thì ngày mai tôi sẽ thực hiện một cái clip lại nữa. Ok, mà sẽ đâu có sự đầu tư. Okay. Thì bây giờ là không nặng nhiều nữa thì cũng kết thúc video rồi. Anh em thấy video tôi hay thì hãy ủng hộ tôi bằng cái like, subscribe, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh của tôi nha. Ok, bye bye anh em.